Lại một lần nữa em rất vui khi gặp lại tất cả các cô, chú, anh chị cùng các bạn đang theo dõi clip này. Chúc cho đại gia đình yêu thương của em có một ngày làm việc thật là vui vẻ và luôn luôn gặp nhiều may mắn, thành công trong mọi lĩnh vực cũng như trong cuộc sống nhé. Chiều ngày hôm nay thì em sẽ review lại chiếc xe bản số đang đeo là 93A12276 với số tiền là 58 triệu đồng. Con xe này hôm bữa em có review thì em nói nó là đời 201 nhưng thực tế nó là đời 202 nha quý anh chị. Con này lăn bánh lần đầu là đời 205 nha quý anh chị nha. Đó, em nói sản xuất đời 202 mà nhưng lăn bánh lần đầu tiên là đời 205. Tên em nói là Mitsubishi Yuli, sản xuất đời 202, đăng ký là 8 chỗ ngồi, không hết niên hạn. Đồng sơn si, con xe này thì không thể gì bằng cãi, không thể gì chơi được. Con này là đời 202 là nó hỗ trợ là nó xài là đèn cay, cái này gọi là bản thiếu là bánh gầm nha anh chị. Dòng này nó có hai loại, một loại đèn vuông nha anh chị ha, đời 2000, 201 và nó là đèn vuông ở dưới, cái này là nó là đời 202 là nó lên đèn cay. Đây. Nước sơn con xe này thì không thể gì bàn cãi, không thể gì chơi được. Đó, với số tiền 58 triệu đồng thôi là quý anh chị sở hữu ngay một con xe. Form dáng đăng ký 8 chỗ ngồi, không hết niên hạn. Nước sơn tao nói bao đẹp lộng lẫy luôn vậy thôi. Nước sơn. Mình bọng gõ là nghe tông 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 tông, nghe rất là sướng anh chị ha. Đó. Đăng kiểm con xe này thì còn tới tháng 7 năm 2024 mới hết hiệu lực đăng kiểm. Đó, xe này quý anh chị lấy về tập chạy tập lái, che nắng che mưa trải nghiệm ha. Xe thì có hỗ trợ thêm hai cái đèn LED gầm ở dưới, nhìn tối rất là sáng nha anh chị nha. Đây, một dòng cho anh chị xem. Đó, 58 triệu đồng là một sự lựa chọn cho quý anh chị. Xe này thì tao nói nó đẹp từ trong, nó đẹp ra ngoài luôn. Bốn cái vỏ em nó thì còn được coi như là 80-90%. Xe có đưa lên một cái cản anh chị ha. 15 tháng 2 này thì mấy cái này bên đăng kiểm là cho phép rồi nha anh chị nha. Cho phép mình độ mặt cho lăn, độ đèn bi là cho phép rồi anh chị nha. Mấy cái cản này cũng ok hết nha. Ha. Nếu mà con xe này thì cái dàn nội thất nè, anh chị thấy nó xứng đáng đồng tiền bát gạo không? Quá đẹp cho một cuộc tình luôn. Trời ơi, cái nội thất nhìn là chảy nước miếng luôn quý anh chị. Vậy không? Nội thất thì cho nó bao đẹp lộng lẫy, nó bao len keng, bao len sờ beng luôn, đẹp từ trong đẹp ra ngoài luôn. Đấy, anh chị thấy không? 58 triệu đồng. Xe là hai dàn lạnh nha anh chị nha. Này, trần bọng lên 6D hết luôn, sàn bọng chống trơn trượt, tập bì tập lô. Ta nói nó nha anh chị thấy không? Không thể gì mà cãi. Nói chung xe này thì xe cũ thì cũng dọn lại rồi, chứ còn rin thì không có rin anh chị ha. Keo chỉ thì em nó còn thì những dấu hiệu nó lên con xe của mình không có bị cứng đụng, không bị va quẹt trong xương trọng, cản đầu cản đít hay hông hiết rồi trong quá trình sử dụng thì không thể nào mình tránh khỏi được. Xe này thì với một hệ thống cái khoang cớp này thì anh chị thích chở người thì mình bỏ ghế lên, còn không thì anh chị đi chở mấy cái hàng lặt vặt chẳng hạn như mấy khoang, mấy mài, mấy cắt, mấy đục thì mình gấp cái ghế lại ha, gấp lại được ha. Vậy thôi, rất là rộng, đăng ký 8 chỗ ngồi, không liên hạn. Đây chị thấy là keo chỉ nè, còn căng đét đẹp luôn. Đinh tán nè, những dấu hiệu này anh chị nhìn xem chị biết rồi là không có bị cứng đụng xương sậu ha. Vậy thôi, hai bên đinh tán còn nguyên bản luôn. Rất chi là đẹp, quá đẹp cho một cuộc tình luôn. Đẹp len keng, đẹp lộng lẫy, đẹp len speng là đây này. Vậy thôi, quá đẹp luôn. 58 triệu đồng là một sự lựa chọn cho cô chú và anh chị ha. Rồi đến cho anh chị hệ thống á, dàn khoan gầm ha. Gầm thì con xe này em bảo kê anh chị luôn, bao đẹp luôn. Gầm là không có gì mà chê được nè anh chị thấy không? Gầm nè, trời ơi nhìn nó sướng con mắt không, quá đẹp luôn. Sau này là hệ thống là cầu sâu nha quý anh chị. Đó. Gầm bệ nè, không có gì bàn cãi được. Nói chung mà xe này thì chủ trước người ta chạy người ta cũng rất là gìn giữ ha. Bốn cái vỏ được 80-90% anh chị thấy không? Gai rất là dày. Gai là chạy còn sao hồ luôn. Này được ốp cái học vè nè chị ha, lên dễ như làm như bo đi kít. Rồi. Đây là cánh cửa tay, cánh cửa được sử dụng nhiều nhất nè, anh chị thấy không? Bốn tấm bi cửa. Keo chỉ căng đét, bốn kính chỉnh điện. Này, nội thất nè. Nói chung con xe này thì nội thất anh chị đừng suy nghĩ. Tao nói nó quá đẹp luôn. Nó đẹp chi mà đẹp lạ, đẹp lùng chung như mùng vẫn còn đẹp luôn chị. Đây, quá đẹp cho một cuộc tình. Xe thì có hỗ trợ một màn hình Android, camera lùi, nhạc dập sập sình các kiểu, con đà điểu ha, báo làng, báo sóng, cảnh giới, tốc độ nè, lên YouTube, Facebook, nhạc ok. Xe này thì vô lăng của em nó là vô lăng kiểu thiết kế kiểu hai chấu, logo kiểu là gục, đồng hồ anh chị thấy rất sáng, côn số nhẹ nhàng, đăng ký là cấp là 5 số. Dòng này nó là bản thiếu, còn bản đủ của nó thì em nó xài là full xăng điện tử anh chị ha, bánh treo ha. Nhưng cái form dáng này thì với số tiền là 58 triệu đồng thôi là một sự lựa chọn cho quý anh chị cô chú sở hữu ngay con xe Mitsubishi Yuli sản xuất đời 202, đăng ký 8 chỗ ngồi này. Đây máy móc anh chị, con này xài chế hòa khí nha anh chị nha, cái xi lanh của nó là 2 chấm thì nó rơi xăng tầm 90 lít trên 100 cây số đó vậy ha. Máy móc nổ rất là êm vậy ha, lạnh lẽm bảo kê anh chị luôn, lạnh anh chị có suy nghĩ. Đó, lạnh lẽo là khỏi, mới vừa làm luôn. Đó, anh chị thấy không? Rất sạch sẽ, bình bọng mới, côn số nhẹ nhàng, nè, cách chống nóng luôn, nè, nắp turbo vậy thôi, tinh tán là nhà sản xuất nè,
còn nguyên bản hết. Đây, thì những dấu hiệu nó lên con xe của mình là không bị cứng đụng trong xương sọ ha. Trong quá trình sử dụng mà mình xài thì cản đầu cản đít va quẹt thì không thể nào tránh khỏi được. Đó, với một số tiền chỉ có 58 triệu đồng mà thôi là quý anh chị cô chú sẽ sở hữu ngay con xe Mitsubishi Yuli sản xuất đời 2002. À, đèn cay nha anh chị nha. Đẹp từ trong đẹp ra ngoài luôn. Đó, anh chị lấy về chị trải nghiệm tập chạy tập lái, che nắng, che mưa, chạy vòng vòng ha, đều xịn sò dành cho mấy anh trai đi tán gái cũng khá là ok luôn. Đó, cô chú anh chị nào thiện chí con xe này thì xin vui lòng liên hệ với em qua số điện thoại đó là 0796822220 để em hỗ trợ và tư vấn thêm. Và đây là lần đầu tiên cô chú anh chị đến với kênh của em thì cô chú anh chị xin vui lòng nhấn nút đăng ký kênh và những chuông sát góc tay phải màn hình của mình để cập nhật những mẫu xe mới nhất theo ngày tháng ở bên em. Vâng, xin chào và hẹn lại chị một video sau. Chúc chị đã gia đình yêu thương của em có một ngày làm việc thật là vui vẻ và luôn luôn gặp nhiều may mắn thành công trong mọi lĩnh vực và cũng như trong cuộc sống nhé.